Chương 17. Phaolô và Sila đi ngang qua thành Amphipolis và thành Apolloni, rồi tới thành Thessalonica. Ở đó người Giuđa có một nhà hội. Phaolô tới nhà hội theo thói quen mình, và trong ba ngày Sa-bát biện luận với họ, lấy kinh thánh cắt nghĩa và giải tỏ tường về đấng Christ phải chịu thương khó, rồi từ kẻ chết sống lại. Người nói rằng đấng Christ này, tức là Đức Chúa Giê-xu mà ta rao truyền cho các ngươi. Trong bọn họ có một vài người được khuyên dỗ nối theo Phaolô và Sila, lại cũng có rất nhiều người gờ rét vẫn kính sợ Đức Chúa Trời và mấy người đàn bà sang trọng trong thành nữa. Nhưng người Giuđa đầy lòng ghen ghét, rủ mấy đứa hoang đàn nơi đường phố, sưu dục đoàn dân gây loạn trong thành. Chúng nó xông vào nhà của Gia-xôn, tìm bắt Phaolô và Sila, đặng điệu đến cho dân chúng. Tìm không được, bèn kéo Gia-xôn và mấy người anh em đến trước mặt các quan án trong thành mà la lên rằng: Kìa, những tên này đã gây thiên hạ nên loạn lạc, nay có đây và Gia-xôn đã chứa chúng. Chúng nó hết thảy đều là đồ nghịch mạng Caesar, vì nói rằng có một vua khác là Giê-xu. Bấy nhiêu lời đó làm rối động đoàn dân và các quan. Song khi các quan án đòi Gia-xôn và các người khác bảo lãnh rồi thì tha cho ra. Tức thì trong ban đêm, anh em khiến Phaolô và Sila đi đến thành Bê-rê. Đến nơi rồi thì vào nhà hội người Giuđa. Những người này có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem kinh thánh để xét lời giảng có thật chăng. Trong bọn họ có nhiều người tin theo, với mấy người đàn bà Gareth sang trọng và đàn ông cũng khá đông. Nhưng khi người Giuđa ở thành Tê-sa-lô-ni-ca hay Phaolô cũng truyền đạo Đức Chúa Trời tại thành Bê-rê, bèn đến đó để rải sự sao xuyến rối loạn trong dân chúng. Tức thì anh em khiến Phaolô đi phía biển, còn Sila với Timôthê ở lại thành Bê-rê. Những người dẫn Phaolô đưa đến thành Athen, rồi trở về đem lệnh cho Sila và Timôthê phải đến cùng người cho gấp. Phaolô đương đợi hai người tại thành Athen, động lòng tức giận vì thấy thành đều đầy những thần tượng. Vậy người biện luận trong nhà hội với người Giuđa và người mới theo đạo Giuđa lại mỗi ngày với những kẻ nào mình gặp tại nơi chợ. Có mấy nhà triết học về phái Epicurean và phái Stoicism cùng cãi lẽ với người. Kẻ thì hỏi: Người già mép này muốn nói gì đó? Người thì nói: Người dường như giảng về các thần ngoại quốc, vì Phaolô truyền cho chúng về Đức Chúa Giê-xu và sự sống lại. Chúng bắt người đem đến Areopa mà hỏi rằng: Chúng tôi có thể biết được đạo mới nào mà ông dạy đó chăng? Vì chưng ông giảng cho chúng tôi nghe sự lạ, chúng tôi muốn biết ý nghĩa điều đó là gì. Vả, hết thảy người Athen và người ngoại quốc ngụ tại thành Athen chỉ lo nói và nghe việc mới lạ mà thôi. Bây giờ Phaolô đứng giữa Areopa nói rằng: Hỏi người Athen, phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt sắng quá chừng, vì khi ta trải khắp thành các ngươi xem xét khí vật các ngươi dùng thờ phượng, thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng: Thờ Chúa không biết. Vậy đấng các ngươi thờ mà không biết đó là đấng ta đương rao truyền cho, Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc. Ngài dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cũng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Vì tại trong Ngài chúng ta được sống, động và có ý, y như xưa một vài thi nhân của các ngươi có nói rằng: Chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Vậy, bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời,
thì chớ nên ngờ rằng Chúa giống như vàng, bạc hay là đá, bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm trổ nên. Vậy thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các ngươi trong mọi nơi đều phải ăn năn, vì Ngài đã chỉ định một ngày khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian. Bởi người Ngài đã lập và Đức Chúa Trời đã khiến người từ kẻ chết sống lại để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ. Khi chúng nghe nói về sự sống lại của kẻ chết, kẻ thì nhạo báng, người thì nói rằng, lúc khác chúng ta sẽ nghe ngươi nói về việc đó. Vì vậy, Phao-lô từ giữa đám họ bước ra. Nhưng có mấy kẻ theo người và tin. Trong số đó có Đê-ni là một quan tòa nơi Areboa và một người đàn bà tên là Damiri cùng các người khác.